Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta đang ở Unit 3 và bây giờ chúng ta đã sang cái phần luyện viết rồi. Đó, đây là một cái phần mà có thể nói là rất là hay, cũng là một trong những cái phần rất là quan trọng trong cái các quá trình chúng ta học tiếng Anh, hoàn thiện kỹ năng tiếng Anh. Và nếu các bạn đã học kênh của mình nhiều rồi thì nếu các bạn vẫn chưa tìm thấy những cái video các bạn cần tìm đối với các cái unit của tiếng Anh lớp 11 á, cũng như các cái lớp khác đó, thì các bạn cứ vào trong kênh của mình, có đầy đủ cho các bạn luôn. Đó, rất là nhiều video các bạn nha. Các cái video bám sát từng nội dung, từng bài học từ unit 1 cho đến unit 16 cho các bạn luôn. Kể cả các phần ôn thi rồi kiểm tra 15 phút một tiết học kỳ đều có hết cho các bạn nha. Rồi, hy vọng các bạn thích các video của mình và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục cập nhật thêm nhiều video hay các bạn nhé. Rồi, bản thân mình cũng có nhiều niềm vui nữa, cho nên mình rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vào cái bài tập số 1 của phần luyện viết. Thì trước khi vào bài tập số 1, người ta có một cái cụm là writing a letter of invitation là gì đó các bạn? Là viết một lá thư mời đó các bạn. Trong cái tiếng Anh á, thư mời nó cũng là một trong những cái yêu cầu rất là quan trọng. Và sau này các bạn đi học, đi làm cũng vậy các bạn. Một cái thư mời nó có nhiều cái yêu cầu và nó có những cái kỹ năng của nó. Vậy thì bây giờ chúng ta dần làm quen là vừa. Vậy thì bài tập số 1 người ta đề nghị mình làm gì nào? Làm việc theo cặp này, hỏi và trả lời những câu hỏi phía dưới đây. Có 3 câu hỏi trong bài tập số 1, mình sẽ giúp được các bạn trả lời hết 3 câu hỏi này luôn. Vào những cái dịp nào này, vào những cái dịp nào mà những cái bữa tiệc được tổ chức. Đó là câu hỏi thứ nhất, vào những cái dịp nào. Rồi câu hỏi thứ hai, mình sẽ vừa nói tiếng Anh vừa hiểu nó diễn nghĩa tiếng Việt cho các bạn luôn nha. On what occasions are parties held? Rồi, câu hai. What kind of clothes do people often wear at the party? À, chỗ này là gì? Những cái loại quần áo nào mà người ta thường mặc tại một bữa tiệc? Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, câu số 3. What kind of presents do people often bring to a party? Cái những cái loại quà nào mà người ta thường mang đến một bữa tiệc? Đó, các bạn thấy chưa? 3 câu hỏi này, mình chỉ giúp các bạn trả lời rất là nhanh, rất là gọn thôi, không có gì khó hiểu cả. Rồi, bây giờ chúng ta đến với câu hỏi thứ nhất, vào những dịp nào nào? Vậy thì mình giúp các bạn đây, vào những dịp rất đơn giản đúng không các bạn? Đây, dịp thứ nhất này, những bữa tiệc được tổ chức vào dịp nào, như nào là dịp cưới nè, sinh nhật nè, đó, lễ kỷ niệm nè, hay là đêm giao thừa, đêm năm mới đó, giao thừa đêm năm mới đó. Nhưng mà đây là những cái dịp mà người ta thường tổ chức những bữa tiệc. Rồi, mình hướng dẫn các bạn phát âm này. Parties are held on wedding, birthday, anniversary, New Year's Eve. Đó, đó là những cái dịp mà người ta thường tổ chức một bữa tiệc. Rồi, đó là câu thứ nhất. Thế thì câu số 2 người ta làm gì nào? Những loại quần áo nào người ta thường mặc ở những bữa tiệc các bạn? Rất dễ đúng không nào? Đây rồi, người ta thường mặc những bộ đồ quần áo nào? Người ta thường mặc nhau những bộ đồ truyền thống này các bạn này. Những bộ đồ truyền thống, hay là những cái bộ đồ thường dùng nè, con nói chung là không có trang trọng lắm này, những đồ đồ thân thiện thân mật hàng ngày này, và hoặc là những cái bộ đồ trang trọng này, tùy vào cái bữa tiệc các bạn nha. Với những cái bữa tiệc mà nó mang tính trang trọng thì chúng ta mặc đồ như thế này, formal, là những bộ đồ trang trọng này, formal dress nha. Còn nếu mà những bữa tiệc sinh nhật bình thường mà không có trang trọng thì chúng ta có thể mặc là informal dress cũng được các bạn nha. Hoặc là các bạn có thể mặc những đồ truyền thống vào tùy vào cái bữa tiệc, được chưa các bạn? Rồi, đó là câu 2. Bây giờ câu 3. Những loại quà nào mà người ta thường mang đến một bữa tiệc? Này rất dễ đúng không các bạn? Bữa tiệc thì người ta thường mang đến những quà nào? Người ta mang đến nào sách nè, nào bánh nè, nào sô-cô-la, nào là kẹo, nào là hoa. Rất dễ đúng không nào? Đó, những cái này thì đơn giản đối với các bạn rồi. Thế thì cái phần của bài tập 1 của cái phần luyện viết của chúng ta rất là dễ đúng không? Rất là nhanh gọn, chúng ta trả lời rất là đơn giản thôi với cái bài tập số 1 này. Rồi, như vậy là mình cũng kết thúc cái bài tập số 1 tại đây. Hy vọng các bạn thích video này và các bạn nhấn đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục bài tập số 2 vài phút nữa các bạn nhé. Rồi, một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào các bạn, hẹn các bạn ở bài tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.